trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về cuộc chiến tranh Việt Nam những ngày đầu tháng 4 năm 1975, bắt đầu những giờ phút hấp hối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau những đòn sấm sét ở Buôn Ma Thuột, Đức Lập, Phước An, tình hình trên cao nguyên có phần lắng dịu, ngoại trừ những hoạt động nhỏ lẻ trên đường 19, trong lúc từ đầu đến cuối vùng một chiến thuật, bão lửa của chiến tranh nhân dân ngày đêm dội xuống đầu thù. Đây chẳng qua là sự lắng dịu giữa hai cơn bão trên thực tế, trong những ngày này, ta và địch tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho những trận chiến đấu cuối cùng trên giải đất còn lại của miền Trung. Chiều ngày 21 tháng 3, bữa cơm chia tay nhau của các đồng chí trong bộ tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên chưa kịp bày ra bản, thì Trung tướng Hoàng Minh Thảo, người chủ trì buổi liên hoan, được lệnh của A75 đã phải cấp tốc lên xe ra ngay đường 19 để kịp chỉ huy sư đoàn 968 và trung đoàn 95A đang cùng với trung đoàn 12 của sư đoàn 3 tiến công vào bốn cứ điểm tiền tiêu cầu thị trấn An Khê. Ngày 23, thị trấn này được giải phóng. Ta bắt 1.300 tù binh, thu 1.500 súng. Thẳng đà truy kích, tiến công bao vây địch trên đất võ Bình Khê, quê hương của Nguyễn Huệ. Sau một tuần chiến đấu, một loạt các thị trấn khác, Tam Quan, Bồng Sơn, Phù Mỹ rồi toàn bộ tỉnh Bình Định được giải phóng. Sư đoàn bộ binh 22 quân đội Cộng hòa có nguy cơ bị tiêu diệt. Địch vội vã giải thể một loạt các trường trại, trung tâm huấn luyện, trường quân dịch, trường nghĩa quân, trường địa phương quân để vét người bổ sung, hòng khôi phục lại sư đoàn 22 đang bị tan rã từng mảng lớn. Biện pháp này xem ra chẳng đem lại kết quả gì, vì các khóa sinh đã theo dõi diễn biến tình hình vùng một rất chặt chẽ, nên chẳng còn ai dám xung phong ở lại với đội ngũ đang dã rời này. Đến ngày 30 tháng 3, các cơ sở ngụy quyền ở các cấp đã ngừng hoạt động trong lúc các đơn vị quân giải phóng áp sát vào thị xã Quy Nhơn cùng với lực lượng tại chỗ nổi dậy giành quyền làm chủ và chặn đánh các nhóm tàn quân đang tháo chạy về phía Nam. Trên mặt trận Phú Yên, sau khi đã chút gánh nặng, chỉ huy cuộc rút lui chiến lược cho tham mưu trưởng Lê Khắc Lý, chuẩn tướng Trần Văn Cẩm chạy về Tuy Hòa, gọi là để chỉ huy điều động của cuộc rút lui chiến lược nổi tiếng này cùng với tàn quân của các liên đoàn biệt động quân 35 và 21 và một số xe pháo mới ở Tây Nguyên lóp ngóp chạy về, cầm nắm trong tay cả 8 tiểu đoàn bảo an có sẵn tại chỗ để hình thành lực lượng phòng thủ cho cái thị xã nhỏ bé này. Phạm Văn Phú không hé nửa lời chê trách cầm vị kết tội bỏ lý một mình trên đường 7 để đưa đến tai vạ Tây Đình, nướng sạch mấy vạn quân, vì chính chủ tướng Phú cũng đã nêu gương chạy trước. Hơn thế nữa, Phú còn giao cho cầm toàn bộ trách nhiệm rất nặng nề trong lúc này là ngăn chặn quân giải phóng trên hai hướng đường 7 và đường 21 đang tràn xuống đồng bằng như nước vỡ bờ. Kể ra thì toàn bộ lực lượng trong khu vực này cũng tương đối lớn, nếu chỉ tính về mặt số lượng. Ngoài các lực lượng nói trên, còn có lữ đoàn 3 dù ở Đà Nẵng và trung đoàn 40 thuộc sư đoàn 22 ở Bình Định mới được đưa đến để tăng viện lại có liên đoàn địa phương quân Khánh Hòa, hai tiểu đoàn của tiểu khu Ninh Thuận dọc đường 21 sát gần mặt trận ở Dục Mỹ, còn có các trung tâm huấn luyện quân biệt động, trường pháo binh ở Ninh Hòa. Ở Nha Trang có sở chỉ huy quân đoàn 2, vùng 2 Duyên Hải, sư đoàn không quân 2, trường hạ sĩ quan và trung tâm huấn luyện quốc gia Lam Sơn. Xa xa về phía nam, có đặc khu cam danh do chuẩn tướng Lê Văn Thân chỉ huy, với các đơn vị thuộc sư đoàn 23 ở Tây Nguyên chạy về, mới được bổ sung 5.000 tân binh. Địa hình tỉnh Khánh Hòa rất thuận lợi cho việc phòng thủ. Ở phía bắc, từ phú yên vào quân giải phóng phải vượt qua một dãy núi qua đèo cả và dốc mỏ ở phía tây xuống phải qua đèo phượng hoàng ngay trong tỉnh từ các huyện phía bắc xuống phía nam phải qua các đèo do tượng và dù di toàn bộ tỉnh khánh hòa nằm ven theo bờ biển nơi nào cũng được pháo dưới tàu chi viện tích cực các sân bay nha trang thành sơn đều là những loại sân bay quân sự lớn các kho tàng ở động bà thìn thành sơn đầy ắp nhân đạn và bom dựa vào những vật chướng ngại thiên nhiên ấy với lực lượng còn khá đông như nói trên, nếu tổ chức chỉ huy chặt chẽ thì cũng có khả năng gây nhiều khó khăn cho đối phương. Bộ Tổng tham mưu quân đội Cộng hòa cũng đã thấy được những thuận lợi ấy, nên mới bàn với nhau việc lập tuyến phòng thủ mới, kéo dài từ Tây sang Đông, Tây Ninh, Đà Lạt, Nha Trang và sau lưng là căn cứ Thành Sơn. Giữa hai mặt trận có mối quan hệ rất cơ hữu với nhau. Trên đường 7, địch cố tìm cách chạy để thoát chết, còn trên đường 21 thì chúng cố chặn ta lại để tìm lấy cái sống. Từ chỗ khác nhau ấy, hai sư đoàn 320 và sư đoàn 10 đã vận dụng hai lối đánh khác nhau. Trên đường 7, bộ tư lệnh sư đoàn 320 sau khi chiếm Cùng Sơn, phải thi hành mệnh lệnh của trên, tiêu diệt sạch bọn địch còn sót lại và nhanh chóng thu quân để chuyển sớm vào Nam Bộ. Tuy nhiên, kẻ địch trước mắt còn khá đông, vì phải khắc phục rất nhiều mìn trên đường đi nên tốc độ tiến quân phải chậm lại, mãi đến ngày 31 tháng 3 mới đến đường quốc lộ 1 ta đã nhanh chóng chiếm các cao điểm chót trải ở phía Bắc, nhạn tháp ở rìa phía Tây thị xã Tuy Hòa, hình thành thế bao vây địch. Ngày 1 tháng 4, sư đoàn đã có sự phối hợp đắc lực của các tiểu đoàn tỉnh, đã tiêu diệt toàn bộ địch, cùng quần chúng nổi dậy làm chủ thị xã này. Trần Văn Cẩm bị bắt. Trên đường 21, địch phòng ngự có bài bản hơn, lữ đoàn Ba Dù và Trung đoàn 40, dựa vào các cao điểm ở núi Trư Croi, bố trí thành nhiều nút chặn. Có xe tăng M-48 và pháo binh cỡ lớn chi viện, ngày 22 tháng 3, sư đoàn bộ binh 10 cùng với trung đoàn bộ binh 25, trung đoàn pháo binh 40 và một tiểu đoàn xe tăng tiến công vào Khánh Dương. Lúc bấy giờ, địch mới phát hiện ra một mạng đường lâm nghiệp xuyên qua các khu rừng rậm ở phía tây tỉnh Khánh Hòa. Đây chính là một đoạn đường mòn Hồ Chí Minh từ chiến khu Bắc Ái, Tây Nam Khánh Hòa, đi ra các tỉnh phía Bắc. Rút kinh nghiệm trên đường 7, họ dự đoán ta có thể đưa một lực lượng lớn tiến theo đường này để đánh chiếm quận lỵ Diên Khánh vu hồi thành phố Nha Trang từ phía Tây. Để được chủ động, chúng vội vã rút trung đoàn 40 ở Dục Mỹ và đưa ngay vào phía Nam để cùng với một tiểu đoàn địa phương và ba khẩu pháo 105 ly bảo vệ sườn phía Tây thành phố. Thực ra lối đánh của sư đoàn 10 ở đây khác hẳn. Với tinh thần khẩn trương, mạnh dạn nhưng vững chắc, từng đơn vị được phân công mục tiêu, chuẩn bị chú đáo, đánh gom từng tiểu đoàn địch lại, để diệt gọn. Khi tiến công vào mục tiêu trước mặt, thì đồng thời, có bộ phận cơ động bao vây luôn mục tiêu phía sau. Với lối đánh này, chỉ trong ngày đầu bắn chuẩn bị, pháo binh của ta đã diệt được 12 trong tổng số 24 khẩu pháo lớn của địch. Và sau 4 ngày liên tục chiến đấu, lữ đoàn 3 dù chỉ còn 25% quân số. 10 giờ sáng ngày 1 tháng 4, được tin về mặt trận đường 21, cả trung tâm huấn luyện Lam Sơn, trại biệt động quân, trường pháo binh đùm túm kéo nhau chạy về Nha Trang. Gần trưa, chúng ùn vào thành phố, nổ súng bắn loạn xạ cướp xe thẳng một mạch chạy về cam danh chớp lấy cơ hội thuận lợi trên một nghìn tù nhân ở trại cải huấn nổi dậy giết lính gác phá khám thoát ra ngoài làm náo động cả thành phố tiểu khu trưởng khánh hòa từ trước đến nay vẫn tin tưởng vào sự bảo vệ của quân đoàn chủ lực bên cạnh bỗng nhiên thấy mất hút đơn vị bạn ông ra đánh xe chạy đến đông bắc nha trang để xem tình hình ra sao thì đã thấy một số sĩ quan đứng xếp hành trên đường băng thì ra sư đoàn không quân đã chuẩn bị di tản mà không hề báo cho tiểu khu biết lại có tin đồn dồn dập lệnh tử thủ quy nhơn của thiệu vừa ban ra chẳng được ai chấp hành mà nhân dân bình định thì đã nổi dậy cướp chính quyền rồi tỉnh trưởng nhờ nhanh trí nhảy lên một chiếc xe đò mà thoát chết tỉnh trưởng phú yên bị thương do chậm chân nên đành phải chuồn bằng hai chân ngồi trong dinh độc lập thiệu viên làm thế nào hiểu được cái mớ bòng bong này cả đến quan thầy mỹ cũng mù tịt Chẳng thế mà giữa lúc nước sôi lửa bỏng này mà Thiệu còn cử đại diện của ông ta, Phan Quang Đán và Pho còn cử đặc phái viên, tướng Hoa Gian, đến Nha Trang để thị sát tình hình, giải quyết vấn đề dân tị nạn. Rút cuộc, cả hai đều cắp cặp chuồn thẳng về Sài Gòn, không kèn không chống. Hết hô hào tử thủ Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, đến bây giờ Thiệu lại hô hào tử thủ Nha Trang. Trong mệnh lệnh có nhấn mạnh phải cố thủ khu vực Nha Trang và sẽ có lực lượng hùng hậu đến giải vây tác chiến dưới quyền chỉ huy của tướng Oánh. Lực lượng hùng hậu lấy ở đâu ra? Trên thực tế, tất cả chỉ là giấy tờ. Lực lượng mới tổ chức lại, có người mà không có súng, vì bao nhiêu kho tàng đã bị quân giải phóng chiếm sạch. Trong lúc Oánh đang khóc dở mếu dở thì may quá, đến 20 giờ ngày 1 tháng 4, bỗng nhiên Phú xuất hiện. Ông ta đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là dùng dây nói để thuyết phục cấp trên thấy rõ tình cảnh bi đát của ông ta hiện nay để trên chấp thuận cho đưa toàn bộ cơ quan chỉ huy vào phi trường để di tản. Nhưng lệnh của Đồng Văn Khuyên ở Bộ Tổng Tham Mưu là Phú ở lại Nha Trang với anh em vì ở đây còn có các căn cứ không quân và hải quân, các trường trại vân vân. Phú là người chỉ huy cao nhất nên không được đi đâu cả. Cao Văn Viên thì nói thẳng thừng. Tổng thống bảo không được rút lui Nha Trang, phải tiêu diệt địch tối đa, không bằng bộ binh thì bằng hỏa lực của không quân và hải quân. Khốn nỗi! trong lúc thế tàn lực kiệt thì lệnh của Tổng thống còn có hiệu lực gì nữa. Sẵn có chiếc trực thăng trong tay phú hết đi mây về gió, nhởn nhơ trên bầu trời suốt cả ngày, để lại dưới đất một đám chuẩn tưởng, nào lương, nào oánh, nào châu, cá mè một lứa chẳng ai chỉ huy ai. Người ta thấy mấy 5 giờ sáng ngày 2 tháng 4, Phú đã bay từ Cam Danh đến Nha Trang và sau đó đã có mặt ở Phan Thiết. Đến 14 giờ gặp tư lệnh phó quân đoàn 3, Nguyễn Văn Hiếu cho biết, theo lệnh của thiệu phần đất còn lại của vùng hai được sát nhập vào quân khu 3, còn Phú thì về trình diện Trung ương, thoát nợ. Khi trình bày nguyên nhân thất bại, bản đề trình của Phú đã kết luận rất ngon lành. Phú còn đổ trách nhiệm cho trên. Việc rút cao nguyên, gặp hỏa lực mạnh của địch, gây thiệt hại cho quân và dân nên bị hỗn loạn. Lực lượng địch quá đông, ta không có lực lượng tổng chủ bị, quân số phải phân tán trên nhiều mặt trận. Dân chiến nạn, từ quân khu một kéo vào, gây ra sự hỗn loạn làm sai kế hoạch của quân khu trình phó thủ tướng phan quang đán nhưng không được giải quyết trung ương chỉ huy trực tiếp các chính quyền địa phương làm cho quân khu bị tê liệt quân chú phòng nha trang mất tinh thần khi lữ đoàn ba dù bị chọc thủng phòng tuyến dân chúng hoang mang vì có lời đồn đại và các cơ sở hoa kỳ di chuyển thế là phú thoát chết và cũng thoát cả tội ông ta không hề nhắc đến chuyện trong suốt ba tuần lễ từ buôn ma thuột đến pleiku Quy Nhơn, Nha Trang, Phú chỉ có mặt trước khi bị tấn công, nhưng lúc bão lửa ập đến thì Phú đã chuồn sớm bao giờ. Ở Đà Nẵng thì tướng tìm quân, ở Nha Trang thì quân tìm tướng. Quân với tướng đều một mực đổ trách nhiệm lên đầu nhau. Chính quyền trốn chạy, quân sĩ bỏ đi. Trong lúc đang tháo chạy nháo nhác, thì viên tổng lãnh sự Mỹ ở Nha Trang Spear vẫn tỏ ra thản nhiên, bình chân như vậy, ít nhất là vẻ bề ngoài ông ta sợ bọn tay sai mất tinh thần nếu Mỹ rút đi trước như Pleiku chăng? Hay là ông ta vẫn còn đặt nhiều tin tưởng vào quân đội Cộng hòa? Mà ông ta thừa biết là số lượng này còn khá đông trên mảnh đất Nha Trang này. Có lẽ là như thế này thì đúng hơn. Hạm đội bảy với mấy trăm tàu chiến, mấy tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ đang diễu võ dương oai ở sát gần đấy. Họng súng lăm lăm chĩa vào bờ. Trong lúc lực tàn vận mặt như thế này, họ lại muốn dở cái trò ăn cháo đá bát, xử tệ với quan thầy sau ngày miền Nam giải phóng, CIA mới phát giác ra rằng, ngày 28 tháng 3, Phạm Văn Phú đã gặp tư lệnh Sư đoàn Không quân Quân đoàn 2 và báo cáo cho nhau biết là sẽ bỏ Nha Trang. Việc gấp rút điều động trung đoàn 40 từ Khánh Dương về Diên Khánh, cốt là để bảo đảm an ninh cho cuộc rút lui ấy. Ấy thế mà, đối với Mỹ, Phú giấu tiệt. Thậm chí ngày 29 tháng 3, khi hoa gian từ Mỹ, chân ướt chân giáo mới đến Sài Gòn, đã cấp tốc đến sở chỉ huy của Phú ở Nha Trang, xem tận mắt cuộc khủng hoảng, thì Phú hãy còn liến thoáng, nào là người Việt Nam không bị sa sút tinh thần theo bất kỳ nghĩa nào của từ này, nào là đang thiết lập một tuyến phòng thủ ở phía bắc thành phố. Chùm CIA ác trở đã tâm sự, tôi cảm thấy thật sự đau lòng khi nghe người tị nạn nói là Hoa Kỳ đã bỏ rơi họ. Ở Nha Trang, họ đang phản bội và bỏ rơi chúng ta, tức Mỹ. Các viên tướng của họ không chịu nói với chúng ta về kế hoạch của họ và khi bắt đầu rút lui, thì ai ai cũng khăng khăng đòi lôi theo tất cả cô dì chú bác ông bà ai bỏ rơi ai xin hãy nghe đồng nghiệp của ngài ác trờ kể lại khi có tin mỹ rút lan ra trong thành phố những đám đông bên ngoài cổng trước cửa lãnh sự quán tăng lên đến hàng ngàn người lúc đầu lính quân cảnh thủy quân lục chiến mỹ cư xử với họ lịch thiệp nhẹ nhàng nhưng khi có nhiều người trong đám đông vượt qua hàng rào lãnh sự quán thì lính quân cảnh thủy quân lục chiến mỹ rút rủi cui ra và hành động dữ dội. Khi những cái đầu bị đập trúng và những người rơi từ hàng rào xuống, nhưng những con ruồi gãy cánh, thì những đám đông ngoài đường phố, mặt đầy sắc khí nhìn vào. Và khi chiếc máy bay cuối cùng rời khỏi Nha Trang, một cảnh thương tâm đã diễn ra. Chiếc máy bay thứ hai sau đó đến ngay. Khi viên phi công nổ máy và chuẩn bị cất cánh, thì một ông già người Việt Nam ấm đứa trẻ trong tay, khập khiễng ra khỏi đám đông và nâng đứa trẻ lên buồng máy cầu khẩn với người Mỹ cho nó lên máy bay. Một trong những người bạn Mỹ đã đi ra chặn cửa và lấy gót giày nện vào mặt ông già. Đứa trẻ rơi xuống đất và gần như đúng lúc chiếc trực thăng cuối cùng ra khỏi lãnh sự quán, gầm rú và bay lên bầu trời. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.